Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, để cho thế hệ trẻ họ hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra trong lịch sử gần nửa thế kỷ qua đối với cha ông của họ, khi một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có tự do dân chủ với tinh thần nhân bản đã bị Mỹ và đồng minh bán đứng. Trong chương trình phóng sự 48 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Vũ Nhân kính mời quý khán giả chia sẻ tâm tình của anh Khoa Trần, hiện đang sống ở Việt Nam, là con của cố thiếu tá không quân Trần Tuấn Trung, người đã bị chết tức tưởi trong trại tù ở Yên Bái ngày 8 tháng 10 năm 1977. 30 tháng 4 75, cha tôi là một sĩ quan không lực Việt Nam Cộng Hòa, ba tên đầy đủ là Trần Tuấn Trung. Cấp bậc thì nghe mẹ kể là năm 74 là ba là thiếu tá nhậm chức của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Còn mẹ tôi là một giáo viên trường tiểu học cộng đồng. Gia đình chúng tôi gồm 4 anh em. Năm 1975 thì có nghĩa ngày 29 tháng 4 là ba tôi còn ở Bangkok, Thái Lan. Bởi vì gia đình còn bà nội và mẹ gồm 4 anh em mới đang mang bầu đứa út á, thành ra là ba không có đi được, ba lại quay về Việt Nam. Và đến tháng 6 năm 75 thì ba bị tập trung cải tạo. Khi ba đi cải tạo thì lúc đó là trong nhà lớn nhất thì mới có 7 tuổi, còn mẹ đi thăm nuôi ba và không biết là hình như là mấy tháng ở Long Khánh, ở ngay trại giam Long Khánh, sau đó là đưa các cấp sĩ quan từ cấp úy, cấp tá lên ra ngoài Bắc hết. Và năm 77 gia đình nhận được một cái giấy báo tử. Ba mất được giấy báo tử năm 1977. Thì 32 năm sau, tất nhiên là năm 2009, nhờ một vài người thân mới nhắc nhở gửi một số hình ảnh với giấy tờ của ba qua hải ngoại. Thì từ ngày gửi những hình ảnh giấy tờ thì được các chú bác không quân của các hội đoàn của Úc và của Mỹ với mỗi người một ít tài trợ cái kinh tế về, rồi do đó gia đình mới đủ điều kiện để đi ra Yên Bái đưa mộ ba về, đưa hài cốt ba về. Đó, lúc đó là trong gia đình đi gồm có tôi, mẹ và một đứa em út, đứa sinh năm 75, là ba người cùng đi và ngủ nhờ lại cái nhà của chú Huyên, hiện giờ tôi nhớ đó là chú Huyên, ngủ nhờ một đêm. Và sáng hôm sau thì hai đứa con chú Huyên và chú với gia đình tôi là đi theo lên đồi Cái Khế, còn những ngôi mộ nằm rải rác xung quanh cái đồi đó. Thưa anh, khi ba anh đã bị mất ở trong tù thì anh và gia đình có làm đơn theo kiểu diện HO để mà được đi Mỹ không thưa anh? Dạ, cũng được sự hướng dẫn của một số người thân thì gia đình có làm. Là năm 1995 gia đình có một cái tờ giấy gọi là thư giới thiệu loi ở Thái Lan gì đó, thì tôi là người trực tiếp đi làm mà có làm, và cũng qua một số thủ tục làm xong hộ chiếu có vô tới Sài Gòn gọi là sơ vấn, thì mọi người nói là ok rồi. Nói chung lúc đó cũng mừng, lúc đó thì gia đình chỉ còn một người có quyền đi là mẹ và một đứa em dưới 21 tuổi chưa lập gia đình. Nhưng mà không may là vô tới đó thì lại trục trặc không đi được. Thưa anh, năm đó là năm nào anh? Dạ, năm 1995. Thưa anh, nó trục trặc là trục trặc như thế nào mà không đi được thưa anh? Dạ, theo lời mẹ kể lại lúc đó là đi chỉ có mẹ và đứa em út đi vô từ Kon Tum vô Sài Gòn phỏng vấn thôi. Thì không biết lúc đó là một, không biết là cán bộ hay là một cò mồi gì của phía Việt Nam á, họ yêu cầu là phải có 3.000 đô. Thì cái thủ tục này, cái hồ sơ là sẽ đi một cách rất là dễ. Nhưng mà nhà thì thật sự lúc đó rất là nghèo, tiền bạc đâu mà có nhiều, thì mẹ không có. Thì tôi vô phỏng vấn á, thì cái lại được, khi nghe về nghe kể lại á, thì những người nào có tiền sẽ được vô những cái phòng phỏng vấn dễ. Và cái cán bộ mà thông dịch viên á, họ sẽ đỡ lời cho mình. Đằng này khi mẹ vô đến nơi thì người ta có vẻ người ta hăm dọa, nó nói là chỉ được quyền trả lời có hoặc không trước những câu trả lời, còn ngoài ra không được lý giải, không được nói gì hết. Thì mẹ là một người lâu ngày ở quê ra thành phố là cũng sợ hãi, nên khi ta hỏi gì nói với nó rồi ấp ba ấp úng thế nào nó không biết, là từ chối phỏng vấn, phỏng vấn rớt. Thưa anh, mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi, và sau khi mẹ phỏng vấn rớt rồi thì mẹ và gia đình có làm lại hồ sơ để xin được phỏng vấn trở lại không thưa anh? Dạ, mẹ sinh năm 46, năm nay cũng được 77-78 tuổi và đang sống ở Kon Tum, ở gần nhà mấy anh em luôn anh. Và từ đó đến nay gia đình không có làm lại hồ sơ nữa. Thưa anh, cái cuộc sống của mẹ anh và gia đình anh hiện nay ở tại Việt Nam nó như thế nào thưa anh? Dạ thì cuộc sống của gia đình thì cũng sống được qua ngày. Vì ở Việt Nam thì mọi người cũng biết rồi đó, cái chế độ ưu đãi cho người già không có. Đến năm nay mẹ gần 78 tuổi rồi thì cũng không có một cái chế độ về bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế là các con phải mua cho mẹ, và không có một cái điểm y tế hoặc một cái trợ giúp nào của xã hội hết. Hình như là 5 năm mới được một cái bằng dạy đó là cái bằng là người cao tuổi gì đó, mà trong vòng 5 năm đó chỉ được có 500.000 trong 5 năm thôi, 500.000 Việt Nam đồng đó. Còn lại là bảo hiểm xã hội và tất cả những cái là con cái đều phải cùng nhau lo. Còn bản thân anh em tụi tôi thì cũng không được một cái gọi là một cái ưu đãi gì xã hội đó. Như bản thân tôi đây là năm 85 là tôi không được thi đại học, không được thi đại học vì lý lịch của ba. Đó, thành ra anh em tụi tôi thì cũng ráng bươn chải mà sống bằng đủ thứ việc, chứ không có một cái công việc nào mà gọi là có cái thu nhập cao hoặc là bước vô trong được cái xã hội đó, thì sống lay quay với gia đình mà thôi. Thưa anh, ba anh là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như nhiều chú bác khác cũng đã bị đi tù, nhưng mà không may ba anh đã bị chết trong tù, thì gia đình anh đã không được đi tới Mỹ. Và những chú bác khác đã ở trong tù và đã đi về và đã đem vợ con qua tới Mỹ, và hiện nay con cái của họ rất thành công về nhiều mặt. Thì anh thấy cái vấn đề này nó như thế nào thưa anh? Dạ thì rõ ràng đây là cái điều hoàn toàn rất là bất công, không thể mà so sánh được. Những người đã đi được thì qua đó với cái chính sách ưu đãi của một cái chế độ tự do thì họ được học hành, được làm việc và đạt được thành quả của mình. Còn chúng tôi ở đây là chúng tôi cứ mày mò để sống mà không có một cái ưu đãi, một cái sự hỗ trợ, trợ giúp nữa. Đành phải như vậy để mà sống, để mà tồn tại thôi. Thưa anh năm nay được mấy cháu? Dạ tôi cũng được 2 cháu trai, và đứa 21 tuổi. Dạ. Thưa anh, 48 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, câu chuyện của anh trình bày thật cảm động. Vũ Nhân hy vọng có một số mạnh thường quân nào đó có thể giúp được hai đứa con trai của anh trong những vấn đề nào đó người ta có thể giúp được. Và Vũ Nhân cảm ơn thời giờ của anh đã dành cho đài truyền hình HBTN và kính chúc những gì tốt đẹp nhất đến với anh, má anh và toàn thể gia đình thưa anh. Có thể là trong một lúc bất ngờ được anh phỏng vấn thì tôi bị một cái gọi là cái ngỡ ngàng. Thành ra có thể tôi cũng không nói được hết cái ý, nhưng mà chỉ một cái cảm nhận là nó có quá nhiều những cái đau khổ từ sau 48 năm. Người Việt, tất cả các đồng đội chiến hữu của ba đã đi được thì giống như là thoát được một cái khổ. Qua đó các chú bác, các anh em con của các chú bác ấy được học hành, thì thấy nhiều anh chị em rất là đạt được những thành quả bên một đất nước tự do. Còn chúng tôi đây thì hoàn toàn cứ sống lay lắt ngày qua ngày để tồn tại thôi. Muốn tiến lên một cái bước đường mạnh mẽ vào một cái vị thế xã hội là hoàn toàn một cái điều rất là khó. Không có luôn, không thể là khó, nó không thể có được. Thưa quý vị, thật là cảm động khi nghe anh Khoa Trần kể lại câu chuyện anh và gia đình đi cải táng cố thiếu tá Trần Tuấn Trung ở đồi Cây Khế, Yên Bái. Chính nơi này và một số nơi khác ở Yên Bái và dãy núi Hoàng Liên Sơn, rừng núi phía Bắc, Vũ Nhân cũng đã có đi đến và nhìn thấy tận mắt những nấm mồ hiu quạnh, xương cốt của nhiều sĩ quan đi tù cải tạo vẫn rải rác đâu đó ở khắp vùng rừng núi hoang vu của miền Bắc. Nơi chôn anh em gọi là đồi Cây Khế, trước đây 51 ngôi mộ, thì chúng tôi đã lên danh sách để báo hết cùng các nơi hết. Thì tôi dẫn đây bóc ra đây là 7-8 ngôi mộ gì đó, nhưng mà còn lại thì bà con tự động lên gặp bác Quyên đây đã bóc hết rồi, giờ còn 5-6 ngôi mộ. Đây chỉ còn khoảng 5 ngôi, nhưng mà có mỗi cái ngôi này thấy bia đấy, nên nấm còn là các ngôi khác đang tìm chưa thấy. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau những người vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ mất con. Họ đau khổ đến nỗi nào, chịu đựng như thế nào trong suốt thời gian qua. Trong khi chúng ta đã phục hồi được cuộc sống và gia đình chúng ta đã êm ấm, thì hài cốt của họ, những người thân của họ đang nằm rải rác ở trong vùng rừng núi hoang vu ở miền Bắc. Và còn tại miền Nam Việt Nam, sau ngày 30 tháng 4 năm 75, nhiều nghĩa trang của lính Việt Nam Cộng Hòa đã đổ nát hoang tàn. Không ít những nơi đã bị giải tỏa, san phẳng hoặc biến thành những nghĩa trang dân sự. Thưa quý vị, cuộc chiến đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Điều quan trọng là bên thắng cuộc phải biết tôn trọng, bảo tồn những mồ mả của tử sĩ miền Nam. Phải làm sao cho cái vết thương chiến tranh khép lại, không còn ai kêu gào mất chồng mất cha mà không tìm được hài cốt mồ mả của họ. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình XBTN.